Các nhà sản xuất rượu champagne của Pháp hy vọng đạt được một mức bán kỷ lục cho năm 2021 sau khi lợi nhuận tuột dốc vào năm ngoái, khi các biện pháp phong tỏa đẩy mức bán xuống mức thấp. Tuy nhiên, khi các hạn chế liên hệ đến Covid giảm dần vào năm 2021, mọi người lại bắt đầu nâng ly. Ông Benoit Bledes, một chủ tiệm bán champagne tại Paris, nói với Reuters rằng kể từ tháng 9, mọi người đã bắt đầu điên lên. Ngành này hy vọng với một mức bán kỷ lục là 5,5 tỷ euro một năm, tăng 10% hơn kỷ lục trước đây. Ông Jean-Marie Barulet, chủ tịch Hiệp hội các nhà buôn bán champagne nói, số bán quá lớn và không được chuẩn bị nên đã gây ra thiếu hụt trong chuỗi cung. Trong tiệm bán champagne của mình, ông Mendes lo ngại là ông không thể cung cấp cho khách hàng champagne họ muốn trong ngày lễ, đặc biệt là rượu champagne Blanc de Blanc có mức cầu cao. Ông nói với Reuters rằng, chắc chắn hậu quả của mức cầu này là giá cả gia tăng trong ngắn hạn, trung hạn và cả dài hạn.